Hôm nay mình sẽ test cho các bạn Loa RVL MRV308. Thì hôm qua mình có giới thiệu trong đợt hàng về, rất là nhiều bạn yêu cầu mình test để xem âm thanh nó như thế nào. Thực sự mức giá thì các bạn đã rất là vừa ý rồi. Với mức giá 5 triệu rưỡi thì các bạn khó mà tìm được cái cặp loa nào mà được cái âm thanh nó được cái thiết kế nó như vậy. Còn cái âm thanh thì lát nữa mình test thì các bạn sẽ biết thiết kế nó như thế nào. Thiết kế nó sẽ như thế nào đây. Tháo lưới ra, nhìn có lưới rất là đẹp nha. Đó, thiết kế nó 3 đường tiếng bass 22, mid 16 và là test titanium. Thực sự mà nói thì 5 triệu rưỡi thì chúng ta cũng chỉ khó mà tìm được cái loa bass khoảng hơn 20 của JBL mà loa cây, chứ đừng nói là 3 đường tiếng luôn. Thì cái cặp này hôm nay nó 3 đường tiếng test titanium nữa, sản xuất tại Mỹ nữa, mức giá chỉ 5 triệu rưỡi thôi. Thì âm thanh nó như thế nào bây giờ mình sẽ test nhé, nhưng mà đợi mình sơ lược cái thông số của đôi loa này. Loa cao 82 cm, chiều ngang là 25.5 và chiều sâu là 30.5, nặng 13 kg. Bass 22 mid 16 thép titanium, công suất là 150W tối đa, độ nhạy là 92 dB và trở kháng là 8 ohm. Loa có lỗ thông hơi phía trước và lỗ thông hơi phía sau nữa, làm rất là bài bản, thùng còn rất là đẹp. Gắn dây loa bằng bắp chuối hoặc là gắn thường, made in USA, số series liền kề. Đây, lỗ thông hơi phía sau. Trong thì cặp loa rất là đẹp. Hôm nay mình về được cặp này cực kỳ đẹp, nhưng mà bán cho bạn giá tốt luôn. Muốn lên đường nhanh thì bán rẻ thôi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành test chất âm của nó cho các bạn cùng thưởng thức nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Nguyên Hùng Audio để liên tục update những thông tin mới nhất. Ví dụ như các bạn cần những cái sản phẩm gì thì mình đăng lên, thì các bạn khi đăng ký thì sẽ cập nhật báo về máy các bạn. Lưu ý là mình vẫn còn bán đĩa CD nha. Thì bạn nào có nhu cầu đĩa kiểu như vậy đây, mình tự làm, mình chép từ đĩa gốc. Lâu rồi mình hàng về hơi nhiều nên mình không có thời gian mà đưa clip bán đĩa lên. 60.000 một cuốn. Rồi các bạn có thể, đây là một quảng cáo ngoài lề thôi, các bạn có thể vào Zalo mình kêu mình gửi danh sách qua cho các bạn chọn. Rồi bây giờ trở lại với đôi loa này, bây giờ mình sẽ test nhé. 5 triệu rưỡi các bạn lưới, 5 triệu rưỡi. Thank you.
cho mưa bay răng răng mây tím rề thành sầu trùng dương sông nước bao la trùng dương vang tiếng gọi ôi sông thiên em về trời mẹ Việt Nam ơi con xin đi xin cho mưa bay răng răng mây tím rề thành sầu rừng thiêng là đỗ âm u rừng thiêng vang tiếng gọi ôi núi thiêng em về nguồn mẹ Việt Nam ơi con xin đi xin xin đi xin khắc nguyện.